Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS vừa thông báo lịch chiếu kháng, lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 6 năm 2020. Xin mời mọi người cùng theo dõi lịch của tháng này nha. Ký hiệu của các diện hồ sơ như sau. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Và diện tu sĩ thì luôn luôn có hiệu lực. Lịch visa tháng 6 năm 2020 còn gọi là lịch phỏng vấn. Đối với diện F1, ngày ưu tiên đến ngày 22 tháng 5 năm 2014, tăng 8 tuần. Diện F2A vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, tăng 8 tuần. Diện F3, ngày ưu tiên đến ngày 15 tháng 4 năm 2008, tăng 4 tuần. Diện F4, đến ngày 8 tháng 8 năm 2006, tăng 2 tuần. Lịch visa tháng 6 diện F1, F2B là tăng cao nhất, tăng được 8 tuần. Diện F2A vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Đối với diện F4, tuần này vẫn khả quan, tăng được 2 tuần. Lịch mở hồ sơ tháng 6 năm 2020 còn gọi là lịch làm 6 bước với NVC. Ngày ưu tiên diện F1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015, tăng 11 tuần. Diện F2A đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, tăng 8 tuần. Diện F2B đến ngày 1 tháng 12 năm 2015, tăng 9 tuần. Diện F3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2009, tăng 12 tuần. Diện F4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2007, tăng 3 ngày. Lệnh mở hồ sơ của tháng 6 năm 2020, diện F4 thì vẫn như mọi tháng là chỉ tăng nhẹ, chỉ được 3 ngày thôi. Đợt này diện F3 và diện F1 là tăng cao nhất, diện F3 tăng 12 tuần và diện F1 tăng đến 11 tuần. Còn lại diện F2B tăng 9 tuần và F2A vẫn ở mức hiện tại. Nhìn chung thì tháng này lịch visa và lịch mở hồ sơ của các diện đều tăng rất cao. Chỉ còn F4 là gần như chỉ tăng rất là ít. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Lịch visa, lịch mở hồ sơ của tháng 7 năm 2020 sẽ được cập nhật với mọi người từ khoảng ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2020. Mọi người nhớ bấm đăng ký, subscribe để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên nha. Mọi người bấm like, subscribe để ủng hộ kênh của Điệp nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào ạ.